Trương Minh Giảng Lịch sử. Tài liệu tham khảo: Việt sử Tân Biên. Soạn giả: Phạm Văn Sơn. Ấn hành: Năm 1961. Tủ sách Sử học Việt Nam xuất bản. Tủ sách Nam Hà thư tịch. Trích luận. Trương Minh Giảng, sinh năm 1792, là đại công thần bậc nhất của triều Nguyễn, được phong đến tước Bình Thành Bá. Ông vừa là võ tướng, vừa là một sử gia, đã từng giữ chức tổng tài quốc sử quán triều Nguyễn. Trương Minh Giảng là người huyện Bình Dương, gia Định Trấn. Ông là người văn võ kiêm bị, vì được xuất thân trong một gia đình quyền thế và hiếu học. Từ thuở nhỏ, đã bộc lộ sự thông minh tráng tuyệt trong cả văn lẫn võ. Thân phụ của ông là Lễ Bộ Thượng Thư Trương Minh Thành, tước Thành Tín Hầu. Trương Minh Giảng đỗ cử nhân vào năm Kỷ Mão 1819 tại trường Gia Định, liền được bổ làm tư vụ, rồi thăng lên làm lang trung bộ binh. Đến năm 1829, ông được thăng làm tham tri, rồi thì tả tham tri bộ hộ. Không lâu sau, lại được thăng làm thượng thư bộ hộ. Năm 1832 đến 1833, Trương Minh Giảng cùng với thượng thư bộ lễ là Phan Huy Thực biên soạn bộ Liệt Thánh Thực Luật. Đồng thời, ông giữ chức tổng tài quốc sử quán, chủ trì biên soạn bộ Đại Nam Thực Luật chính biên, là bộ sử lớn nhất của vương triều Nguyễn. Đời Minh Mạng, năm 1820 đến 1840, Trương Minh Giảng lập rất nhiều công trạng. Sách sử ghi công ông nhiều vô kể, toàn là những trận đánh lớn, vương được cái oai của dân tộc với lân bang, áp được cái họa cướp phá xâm nhập của láng giềng. Ông quả thật là một lãnh tướng oai dũng, uy quyền cao nhất nước Đại Nam thời bấy giờ. Miền Nam, nơi nhà Nguyễn đã khai sáng, cũng là nơi làm căn cứ cho Thế Tổ lập ra triều Nguyễn. Tuy rằng các sử thần cận đại đã rất nương tay những lỗi lầm của nhà Nguyễn, nhưng vẫn phải nói rằng vua Minh Mạng là quá hẹp hòi với các cựu thần, hay nghe lời kẻ gian nịnh. Chính điều này đã sinh loạn. Vụ nổi dậy của Lê Văn Khôi là một điển hình, là sự hoen ố khá đậm vài trang sử của con cháu Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng. Sự tị hiềm và trả đũa của Minh Mạng với tổng trấn Lê Văn Duyệt, người vừa mới qua đời, khiến Lê Văn Khôi vì không thể chịu được sự nhục mạ chủ tướng của mình, không dằn được mà sinh loạn. Đêm 25 tháng 5, năm Minh Mạng thứ 14, 1833, Lê Văn Khôi cùng phó vệ Nguyễn Văn Bột, ấm tập Tạ Bảo, vệ úy Thái Công Triều, phó vệ úy Lê Đắc Lực và phó quân Đặng Vĩnh Ưng đột nhập Vinh Bố Chính, giết tổng đốc Nguyễn Văn Quế, bắt cả nhà Bố Chính Bạch Xuân Nguyên và án sát Nguyễn Chương Đạt. Khôi đem cả bọn về bó đuốc, đốt trước từ đường của tả quân Lê Văn Duyệt để làm lễ tế cáo. Sau đó, Lê Văn Khôi chiếm thành Gia Định, thả tù binh và tự xưng là Đại Nguyên Soái, hiệu triệu quân dân các lớp trong thành Sài Côn và Gia Định về hưởng ứng rất đông. Nguyên nhân là vì dân chúng bất mãn việc Minh Mạng đối xử quá tàn nhẫn và bạc bẽo đối với vị khai quốc công thần, tổng trấn Lê Văn Duyệt, người đem quá nhiều lợi ích cho dân chúng vùng này. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, khởi nghĩa tràn khắp lục tỉnh, rồi thì toàn thể lãnh thổ Nam Kỳ đều bị Khôi kiểm soát cả. Minh Mạng tức tối, cử liền một đội gồm các hổ tướng vào dẹp loạn, phần đông là các dũng tướng đã từng chiến đấu dưới thời Gia Long. Tướng triều gồm có Thảo Nghịch tướng quân Tổng Phúc Lương, Tham Tán Nguyễn Xuân. Đạo thứ hai cũng có hai tay hiệt kiệt của Minh Mạng là Thượng Thư Trương Minh Giảng và Phan Văn Thúy, cùng với Trần Văn Năng, lĩnh thủy bộ binh tượng. Đồng thời, Minh Mạng huy động các đạo quân Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định, Định Tường, An Giang, Hà Tiên và Vĩnh Long, đồng tấn công thảo phạt Lê Văn Khôi. Tháng 7, 1833, Trương Minh Giảng tái chiếm lại Biên Hòa và ngay sau đó, tái chiếm lại lục tỉnh Nam Kỳ. Trước lực lượng hùng hậu của binh triều và tốc độ tái chiếm lại các vùng, Lê Văn Khôi thu quân chủ lực về Sài Côn cố thủ. Trong lúc này, hầu như các địa chủ phú hào lục tỉnh không còn một ai theo nữa. Túng thế,
Khôi liền cho người sang Simla cầu viện. Cũng xin nói thêm rằng, về miền Nam, nước Simla vốn có cựu hiềm với Việt Nam từ lâu đời về vấn đề chân lạp, vì người Sim muốn làm thiên triều, đô hộ người dân xứ chùa tháp này. Nhưng mỗi lần người Sim bước chân vào đất Miên lại bị người Việt hất ra, từ thế kỷ này qua thế kỷ khác, không sao thay đổi được. Trên đất Ai Lao cũng vậy, cả Việt và Sim đều muốn sát nhập xứ này vào bản đồ đế quốc của mình. Nên Việt Sim, khi gián tiếp, khi trực tiếp xô đẩy nhau bên này và bên kia dòng Cửu Long, mặc dù Vạn Tượng là một xứ đất cằn, của ít người thưa. Đó là chỉ nói đến mầm loạn từ miền Tây và miền Nam biên thùy nước ta. Còn ngay ở lục tỉnh Nam Kỳ, từ sau khi tổng trấn gia đình Lê Văn Duyệt qua đời, hệ thống quan lại mới đến, làm nắng làm mưa, khiến lòng dân khảng tảng và xao động rất nhiều, nên các vụ loạn như Lê Văn Khôi mới xảy ra. Khi Lê Văn Khôi cầu viện, nước Sim rất hoan hỷ, liền cất binh cứu giúp, vì vừa rửa thù, vừa danh chánh ngôn thuận lấn chiếm đất Đại Nam, đúng sở nguyện bấy lâu của dân Sim. Nên tháng 11 năm đó, Quý Tỵ 1833, quân Sim chia thành năm đạo, rầm rộ xâm nhập vào nước ta. Đạo thứ nhất là thủy quân, quân Sim với hơn 100 chiếc thuyền, tấn công Hà Tiên với quyền thống soái của Phi Mã Chất Tri. Đạo thứ nhì là lục quân bộ binh, theo ngã Bắc Tam Bang, Nam Vàng đánh xuống Châu Đốc An Giang. Đạo thứ ba thì đánh mặt Cam Lộ, Quảng Trị. Đạo thứ tư đánh Cam Cát, Cam Môn. Và đạo thứ năm thì ồ ạt tấn công Trấn Ninh. Theo Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, quân Sim La lần này huy động một quân lực mạnh nhất, sử dụng đến năm đạo quân binh. Chủ đích thật sự là người Sim muốn xâm chiếm nước ta mà thôi. Đạo binh Sim là một ô hợp của Tàu, Miên và Mã Lai, rất mạnh tiến vào nước ta, khiến dân chúng phải bỏ cả đồng ruộng, rút vào rừng ẩn náu. Lúc bấy giờ, Triều Minh Mạng vừa phải đối phó với giặc Sim từ biên giới tấn công vào, vừa phải đánh dẹp các vụ chống đối lan tràn từ miền Thượng Du Bắc Việt tới sông Nhị, rồi thì Nam Kỳ lục tỉnh. May mà thuở đó, nhà Nguyễn còn có số danh thần, lương tướng kể trên, đặc biệt là Trương Minh Giảng, Tạ Quang Cự, Lê Văn Đức, Nguyễn Công Trứ, nên mới tránh được nỗi hiểm nghèo, giữ được bờ cõi từ Nam Quan vào tới Hà Tiên. Lúc này, Trương Minh Giảng đang giữ chức tham tán quân vụ trong quân hữu tướng quân Phan Văn Thúy, đóng quân ở Gia Định. Tức thì Trương Minh Giảng liền được cắt cử cùng với tướng Nguyễn Xuân ra chặn đánh địch ở mặt An Giang. Hữu tướng quân Phan Văn Thúy chặn đánh mặt Quảng Trị. Một vị tướng nữa, cũng tên Nguyễn Văn Xuân, làm kinh lược đại sứ, thì chặn đánh mặt Trấn Ninh. Tháng chạp năm ấy, năm 1833, quân Trương Minh Giảng đánh úp quân của Chất Tri, vì hắn tính sai rằng quân ta đang ở Cần Thơ. Lỗi này là do sự kém am hiểu địa lý nước Đại Nam của quân Sim. Trận chiến với Sim La, giặc Sim bị đại bại tại sông Cổ Cắn. Trương Minh Giảng đại phá quân Sim là đoạn sử dài thật oai trong chính sử Việt Nam, là một trận hỗn chiến quy mô lớn của quân Nam Kỳ lục tỉnh, hợp cùng hơn 2.000 giáo dân An Giang của linh mục Nguyễn Văn Tam và binh sĩ chân lạp, dưới tài thống lĩnh Trương Minh Giảng và các tướng, đánh nhau cùng đạo binh ô hợp Sim La, Tàu, Miên và Mã Lai, dưới sự chỉ huy của Phi Mã Chất Tri, Phát Lan và Thiếp Lan. Một lực lượng huy động mạnh nhất của quân Đại Nam từ các vùng Gia Định, An Giang, Châu Đốc, Hà Tiên và Chân Lạp, dùng súng cối, đạn dược, với khoảng 300 thuyền chiến, sáp lá cà với giặc Sim trên đoạn sông Cổ Cắn. Được thế, Trương Minh Giảng cho chỉnh đốn hàng ngũ, kéo quân tiến thẳng vào Nam Vang, đuổi quân Sim La về bên kia biên giới, đưa vua Chân Lạp là Nặc Ông Chân về nước. Minh Giảng thừa thắng, đánh quân Sim tơi bời thêm mấy trận nữa, trận nào cũng thắng cả. Quân Đại Nam tái chiếm thành Phú Túc, tức là thành Pa Sát, rồi giao cho người Chân Lạp giữ lấy. Sau đó, Trương Minh Giảng cho đắp lũy, dựng đồn ở những nơi hiểm yếu, rồi cùng với tướng Lê Đại Cương, đồn binh bảo hộ Chân Lạp.
trong chiến trận đang diễn ra khốc liệt ở mặt An Giang nước ta, thì Ma Hát là em của A Nộ, quốc vương Ai Lao, hợp quân trợ chiến cùng quân Xiêm La đánh Đại Nam ta ở mặt Trấn Ninh. Ma Hát bị quân của Kinh Lược đại sứ Nguyễn Văn Xuân đánh bại, bèn dâng biểu xin lỗi vua Minh Mạng. Cuối cùng thì quân Xiêm tấn công nước ta ở các mặt vùng biên giới Tây Bắc Việt Lào như Quảng Trị, Nghệ An và Trấn Ninh, đều bị các tướng Nguyễn Văn Xuân, Phạm Văn Điển và Phan Văn Thúy đẩy lùi. Cuộc xung đột Việt Xiêm khởi từ tháng Giêng năm Giáp Ngọ 1834 đến hết tháng 5 thì chấm dứt. Nhờ chiến thắng này, uy danh chính quyền Đại Nam nổi hơn bao giờ hết, các nước chư hầu càng thêm kính phục. Quốc vương Xiêm La cử sứ bộ sang Huế để xin giảng hòa cùng Minh Mạng. Quân Việt toàn thắng. Tuy nhiên, trong chiến cuộc này, sự tàn sát dã man của hai vị tướng Minh Mạng là Trương Minh Giảng và Nguyễn Xuân, các sử gia cũng không loại trừ mà chép vào chính sử. Giai đoạn này, Lê Văn Khôi vì bệnh phù thủng mà chết và chôn trong thành Gia Định. Trong Đại Nam Thực Lục Chính Biên có chép rõ ràng cố sự này rằng: tra xét nơi chôn thay tên nghịch Khôi, đào lấy xương đâm nát, chia ném vào hố xí ở Lục Tỉnh Nam Kỳ, thịt thì chia từng miếng cho chó ăn, đầu thì đóng hòm đưa về Huế bêu và vớt xuống sông. Còn bè đảng A Dua, già trẻ trai gái, đem ra vài dặm ngoài thành chém ngay, đào một hố to, vớt thay lấp đất, chồng đá làm gò dựng bia khắc rằng: nơi bọn nghịch tặc bị giết, để tỏ quốc pháp. Theo sử gia Trần Trọng Kim, thì tổng cộng số người bị bắt ở thành Gia Định đều bị chém chết là 1831 người, chôn chung một chỗ, sau này gọi là Mã Ngụy. Dân gian cho là địa điểm gần ngã sáu công trường Dân Chủ bây giờ. Khi vua Chân Lạp Là Nặc Ông Chân mất 1834, không có con trai kế vị, quyền cai trị trao cho bà Trà Long và La Kiên, là những người mang quan tước Đại Nam ta. Vì thấy tình trạng không hợp với nguyện vọng của dân bản địa, Trương Minh Giảng đề nghị triều đình Huế lập con gái của Nặc Ông Chân là An Mây lên làm quận chúa, tục gọi là Ngọc Vân công chúa, đồng thời xin đổi nước Chân Lạp ra làm trấn Tây Thành, chia thành 32 phủ và 2 huyện, một tham tán đại thần, một đề đốc, một hiệp tán quân vụ, bốn chánh phó lãnh binh. Đích thân Trương Minh Giảng cắt đặt người trong coi quân dân Chân Lạp. 6 năm sau, năm Minh Mạng thứ 21, 1840, Trương Minh Giảng được phái cùng với khâm sai đại thần Lê Văn Đức và Doãn Quẩn sang kinh lý toàn cõi trấn Tây, khám xét việc thương mại, ruộng đất và định các thuế đinh điền, thuyền bè. Mọi việc đáng lẽ tốt đẹp và êm ả, thì lúc bấy giờ, quan lại người Việt tại trấn Tây Thành lạm quyền lạm thế, sách nhiễu dân thật khốn khổ. Họ bắt Ngọc Vân công chúa đem về Gia Định, bắt Trà Long và La Kiên đẩy ra Bắc Kỳ, miệt thị hoàng gia Chân Lạp. Những việc này thật quá táo bạo và lỗi lầm về phương diện chiến lược và thất nhân tâm, đưa đến hậu quả là Nặc Ông Đôn, em cựu hoàng Nặc Ông Chân, phất cờ khởi nghĩa. Năm sau, 1841, vua Minh Mạng băng hà, Thiệu Trị lên nối ngôi. Lúc này, Trương Minh Giảng được phong làm hiệp tá đại học sĩ, lãnh chức trấn Tây tướng quân. Thiệu Trị vốn là ông vua không tham vọng, lại nhiều lần nghe nghị bàn từ Tạ Quan Cự và các quan khác về tình hình khó khăn vất vả, quản lý khó nhọc ở phủ trấn Tây, cộng với việc nổi dậy của Nặc Ông Đôn, quan quân đánh dẹp mãi mà không xong. Nên sau đó, vua Thiệu Trị lệnh Trương Minh Giảng rút quân ở Bắc Tam Bang về An Giang, Nguyễn Xuân lui quân về Sài Côn, là Sài Gòn bây giờ. Việc bảo hộ Chân Lạp coi như cũng cáo chung, hủy bỏ kể từ đó. Tháng 9, năm Tân Sửu, 1841, Trương Minh Giảng phát bệnh và qua đời tại thành An Giang, thọ 49 tuổi. Trương Minh Giảng, vị chỉ huy tối cao của Đại Nam ở trấn Tây Thành, bị bức bách mà rút binh, nên ông buồn phiền và bực tức. Đã vậy, triều đình Huế lại còn đổ hết trách nhiệm cho Trương Minh Giảng vì không dẹp yên được loạn, hao tốn tiền bạc quốc khố. Lúc về đến An Giang, triều đình còn chỉ dụ cho quân lính giết hết voi và ngựa mà ăn, khiến Trương Minh Giảng cảm thấy quá hổ thẹn, uất ức mà thác.
Sách Đại Nam Thực Lục ghi: Tháng 9, quan quân ở Trấn Tây rút về đóng giữ ở An Giang. Hôm ấy, Trương Minh Giảng chết. Trước đây, công việc sửa sang ở Trấn Tây, công của Minh Giảng là nhiều hơn cả. Đến đây, rút quân về, trong lòng uất ức, vừa xấu hổ vừa tức bực, cáo ống không tiếp các tướng hiệu, về đến An Giang thì chết. Bọn Phạm Văn Điển và Nguyễn Công Trứ đem việc Giảng ống chết tâu lên. Trương Minh Giảng mất, triều đình cấp tiền tuất và miễn nghị tội, nhưng lại tước đoạt hàm tướng quân của ông và tước hết bổng lộc thất phẩm của con ông là Trương Minh Thi. Sách Đại Nam Thực Lục chép rõ về việc này rằng: Vua nghe tin Giảng chết, phán rằng: Giảng đảm đương sự ký thác nặng nề, chỉ vì việc trị dân và chống giặc không đúng phương pháp, nên thổ dân cùng nổi lên làm loạn, triều đình phải phái quân đi Tiểu Bắc, lâu ngày mà chưa xong việc, đã giao cho bộ nghiêm ngặt nghị tội. Không ngờ đại binh đến nơi, Giảng đã ống chết rồi. Ta nghĩ, Giảng năm trước đây làm tham tán quân vụ, khiến giặc ở Biên Hòa và Vĩnh Long sợ mất vía, lại đánh được quân Xiêm ở Thuần Cảng. Công trạng rõ rệt, khắc vào bia đá cũng không thể mất được. Chuẩn cho truy đoạt lại chức Trấn Tây tướng quân, để cho rõ tội. Nhưng gia ân cho chiếu theo phẩm hàm đại học sĩ mà cấp cho tiền tuất, tha cho không phải truy nghị tội nữa. Lại thu lại lương bổng hàm thất phẩm, chi cho con trai là Trương Minh Thi khi trước. Trương Minh Giảng, vị danh thần lương tướng của lục bộ Nguyễn Triều suốt gần 20 năm. Công trạng của ông ở Nam Kỳ nhiều vô kể, sách sử đều ghi chép rất dài. Gặp phải thời loạn, tận lực mà phò vua giúp nước, sức kiệt mòn hơi, cuối đời lại gặp cảnh trăm dâu đổ đầu tầm, họa vô đơn chí, công trạng bị đổ ra sông, trôi ra biển. Gặp thời loạn, Trương Minh Giảng tung hoành hiển hách, bổng hàm đến thất phẩm. Khi nằm xuống thì chức tước bị truy đoạt, bổng lộc bị thu hồi, triều đình thì hẹp hòi, lấy tội nhỏ đè công lớn, niêm vào sử sách. Ngậm ngùi hơn là phần mộ của đấng kiệt xuất họ Trương, khi chết đi chưa được một ngày chăm sóc, đáng như bậc trọng thần xưa nay. Dù lúc mất, Trương Minh Giảng được phong đến Bình Thánh Bá, uy quyền nhất Đại Nam. Tệ hơn thế nữa là hậu thế của 200 năm sau xứ Nam Kỳ chưa hề xem nơi an nghỉ của ông là chốn thiêng liêng của bậc đại thần đáng kính, đáng được thờ cúng khói nhang, mà chỉ xem như nấm mồ vô chủ, cỏ rêu xanh đầy. Thật xót xa cho bậc lương tướng danh thần, một thời làm rạng danh giống nòi, sáng ngời uy oai Đại Nam Quốc. Trương Minh Giảng.